kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài trận chiến thứ ba có hay không do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau gần tới hủy thiêu trốn hồng trần lá thơ cậu báo hỡi kỳ vân thanh tịnh chỉ ngồi ôi cho gấp lửa thiêu thượng đế đốt lần lần mãnh hổ tướng quân ngài cưỡi xuống coi chừng cẩn thận bớ quan dân chuẩn bị đề phòng ta thủ đức tiền muôn bạc lượng chớ có cần trích trong quyền quay về nguồn cội Trang 159 do Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1997. Cụm từ, mãnh hổ tướng quân ám chỉ năm nhâm dần 2022, Tổng thống Nga Putin tuyên bố tán công Ukraine, khởi đầu thế chiến ba vùng Đông Âu, binh lửa ngút trời, thành phố tan hoang, người chết ngổn ngang, dân tản cư chạy loạn khắp nơi, đói khổ tràn lan. Cầu sấm, chuẩn bị đề phòng ta thủ Đức, Đức Cậu Bần Sĩ khuyên người đời hãy bỏ tánh tham trưởng Phước Đức may ra sống sót qua màn thế chiến ba tận thế hội Long Hoa Sàng Lọc chết bảy còn ba. Trận chiến thứ ba có hay không? Thiên cơ ơi hỡi bớ đạo đồng. Cậu chẳng luận bàn chi nữa cả. Bàn hoài bàn mãi cũng mất công. Chúng đâu có biết người không sợ. Tới giờ phải chịu hỡi long đong. Thì là rõ cuộc ôi muộn quá. Đang đứng ở đâu trận cuồng phong. Phải chi nghe trước đâu có hoại. Thì đã lập xong đại công đồng. Cậu gửi kỳ vân lá thơ cùng. Lắng dịu lòng mình giữ bậc trung luận suy kim cổ ngày năm tháng, chờ đợi nay mai sấm nổ đùng, mài trí nhân tài cho vẹn bén, tiếng vang thần thánh để không chung. Trích trong quyển quay về nguồn cội từ trang 163 đến trang 164 do Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp thiên tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1997. Cọp đi vỡ ổ tròm ong, hóa là một trận cuồng phong thấy đời. Mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn dạ, loạn lời người ôi. Trích trong quyển kim cổ kỳ quan, Thừa nhãn do ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Sydney, ngày 15 tháng 6 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.